Hello, chào các bạn. Bây giờ thì cô sẽ tiếp tục hướng dẫn chúng ta về phần đọc hiểu tiếp theo của đề thi đánh giá tư duy nhé của trường Đại học Bách Nào, bài này của chúng ta là về Artificial Intelligence. Đây là chủ điểm về trí tuệ nhân tạo. Thì ở trong sách tiếng Anh lớp 12 của các bạn thì các bạn cũng đang học về cái chủ điểm đó rồi nhé. Đấy, thì chúng ta sẽ cùng nhau đi làm bài luôn này. Câu 36 ở đây của các bạn có từ tracks ở đây sẽ có đồng nghĩa với gì? Nào, quick glance, ở đây từ này là nhìn lướt qua này. Curious stare là nhìn chằm chằm theo kiểu tò mò. Còn close look là nhìn kiểm tra một cách kỹ lưỡng. Ở đó thì còn đáp án đi của chúng ta là clear vision, là có một cái tầm nhìn rõ ràng. Thế thì bây giờ các bạn sẽ nhìn cho cô từ tracks ở đây trên bài này muốn nói gì nào. Em có AI thì đang có thể đưa ra được các cái quyết định ở trong lĩnh vực kinh doanh này, chăm sóc sức khỏe và sản xuất. Nhưng mà thuật ngữ AI thì nhìn chung là cần mọi người cần phải apply tracks, là đi sâu kiểm chứng rõ ràng đúng không, và đi đi đến một cái kết luận. Nào, thế thì chúng ta có từ tracks ở đây là kiểm tra một cách kỹ lưỡng nhé. Và kiểm tra kỹ lưỡng thì các em sẽ khóc chọn để đáp án ở đây là đáp án C. Các bạn có từ tracks này bằng từ close look. Chúng ta có thể hiểu bình thường là chúng ta sử dụng từ take a closer look. Thì có nghĩa là kiểm tra kỹ lưỡng bằng từ examine đấy. Nào, tiếp theo các bạn chuyển sang số 37 nhé. Tác giả bằng cái việc mà đề cập đến bộ phim I, Robot. Đó, ở trong đoạn số 2 để nói đến điều gì? Đáp án A, this is a classic sci-fi movie about the intelligence of robots. Là đây là một bộ phim khoa học viễn tưởng về trí thông minh của robot. Và đáp án B của chúng ta là con người đã hoài nghi rất là lâu rồi về khả năng của robot để đưa ra những cái quyết định về mặt đạo đức. Nào, đáp án C là robot sẽ rất là hoài nghi con người một khi chúng có thể cai trị được. Và đáp án D của chúng ta là có vô số mạng sống của con người sẽ được cứu bởi robots ở trong tương lai. Thế mục tiêu của tác giả đề cập đến bộ phim I, Robot ở trong đoạn số 2 để làm gì thì các em sẽ nhìn cho cô thông tin ở trong phần nói đến I, Robot đây nhá. Trong bộ phim khoa học viễn tưởng năm 2004 I, Robot này là có thám tử Dale Spooner đóng vai được thủ vai bởi Will Smith thì nghi ngờ về các robot sau khi mà được giải cứu bởi một robot ra khỏi cái vụ va chạm xe ô tô. Trong khi đó thì lại có một em bé nhỏ mà 12 tuổi thì lại bị bỏ lại để mà bị chết đuối. Thì không giống như con người thì robot thì thiếu lương tâm về mặt đạo đức và chỉ tuân theo cái chương trình mà được được lập trình sẵn về mặt ethics, là nguyên tắc làm việc ở trong con người của chúng thôi. Thế thì các bạn sẽ thấy ở đây là gì? Đưa ra ví dụ về bộ phim khoa học viễn tưởng I, Robot đúng không? Để nói đến là robot thì không giống như con người, là lacks a moral conscience and follow the ethics programs into them. Thì các bạn sẽ dựa vào thông tin đó thì sẽ ra được đáp án ở đây là đáp án B này. Là con người thì hoài nghi về khả năng của robot khi mà đưa ra cái quyết định về mặt đạo đức. Nào, tiếp theo các bạn chuyển sang cho cô số 38 này. Cái gì có thể được suy luận về khả năng của robot khi mà hành xử cư xử một cách có đạo đức ethically? Nào, đáp án A là chúng có thể đưa ra quyết định về mặt đạo đức trong mọi trường hợp. Đáp án B là chúng không có khả năng biết rằng điều gì là đúng để và thực hiện trong một cái trường hợp mà không quen thuộc với chúng. Đáp án C là chúng có thể sao chép những cái hành vi đạo đức
từ nhà phát triển ứng dụng AI và kỹ sư AI. Và nó ăn đi là chúng không thể tuân theo được những cái hướng dẫn về mặt nguyên tắc được lập trình trong chúng. Thì khả năng khi mà nhắc về behave ethically là như thế nào? Nào, thế thì bây giờ các em sẽ nhìn ở đây cho cô này. Các bạn sẽ có ở đây nói về ethics thì chúng như thế nào? Nếu mà con người á, thì rất là đa dạng, nhưng mà đối với máy móc để mà có thể giúp chúng ta có thể phát triển đầy đủ cái khả năng tối đa của chúng, thì chúng ta cần phải đảm bảo rằng chúng làm việc theo behave ethically. Thì đấy là câu hỏi trong bài. Đó. Thì ở đây giải đáp ở phía sau này là gì? Cái nguyên tắc đúng mà để làm trong mọi trường hợp á, thì sẽ dựa vào việc là bạn hỏi ai. Vì vậy, câu hỏi của chúng ta sẽ là gì? Là nguyên tắc làm việc, nguyên tắc đạo đức của những nhà phát triển và những người kỹ sư về AI á, sẽ ảnh hưởng tới những cái quyết định mà được thực hiện bởi AI. Tức là chúng ta sẽ hiểu câu này đó chính là gì? Tức là AI có bộ nguyên tắc đạo đức như thế nào á, thì đó chính là do những nhà phát triển AI và những kỹ sư AI ảnh hưởng đến cái quyết định mà tạo ra cái bộ nguyên tắc làm việc của AI nhé các bạn nhé. Đấy, thì tức là robot sẽ được cài đặt sẵn, đúng không? Đấy, thì chúng có thể làm được đúng trong mọi cái trường hợp mà do các nhà phát triển mà set up ở trong cái bộ điều khiển để mà cho robot hoạt động, đúng không nhỉ? Thế thì bây giờ chúng ta sẽ có là gì? Em ăn xin của chúng ta là chúng có thể copy được cái hành vi đạo đức từ những nhà phát triển là không phải nhá. Tức là chúng ta hiểu là nhà phát triển này á, tức là tạo ra cái bộ nguyên tắc cho chúng để chúng có thể áp dụng, chứ không phải là bọn chúng bắt chước hành vi của những cái người nhà phát triển nha các bạn nhé. Đấy, thông tin đấy là suy luận sai. Đáp án B là chúng không có khả năng biết được điều gì là đúng trong một cái trường hợp mà không biết đối với chúng. Là chúng chỉ có thể làm tuân theo đúng như là cái bộ cài đặt ở trong chương trình ở trên cơ thể robot thôi. Đấy, thế thì từ đó chúng ta sẽ khoanh được đáp án, đó chính là đáp án B. Là they are unlikely to know what is right to do in a situation unknown to them. Là không biết cái gì là đúng trong một cái tình huống mà không quen thuộc với chúng nhé. Nào, tiếp theo các bạn chuyển sang cho câu số 39 này. Tiêu đề nào sẽ phù hợp nhất trong đoạn số 3? Đáp án đây của chúng ta là hypothetical traffic situation posing difficult ethical choices, là những cái tình huống giao thông mà giả định đó thì tạo nên những cái lựa chọn về mặt đạo đức khá là khó khăn. Đáp án B là một chuỗi các quy định về mặt đạo đức mà các xe ô tô tự lái phải thực hiện. Và đáp án C là một cái hành trình xe ô tô thư thái là có thể bởi các xe ô tô tự lái. Và đáp án D là một vụ tai nạn thương tâm giả tưởng bị gây ra bởi các chiếc xe ô tô tự lái. Thì chúng ta sẽ nhìn cho cô trong đoạn 3 ở đây. Thì cái phần heading chúng ta nên đặt là gì? Đây thì các em sẽ thấy ở đây, thông tin ở đây chính là đoạn số 3. Là imagine a future with self-driving cars. Là hãy tưởng tượng rằng một tương lai của các chiếc xe ô tô tự lái khi mà chúng có thể tự quản 100% á. Thì nếu mà mọi thứ hoạt động như đúng định hướng thì cái việc mà đi lại vào buổi sáng sẽ là một cái cơ hội rất là tốt để có thể chuẩn bị cho cuộc họp của ban ngày này.
Ê, vân vân chấm chấm tức là rất là thư thái đấy. Nhưng mà nếu mà sai lầm thì sẽ sao? Thì chiếc xe ô tô có thể tiến tới đèn giao thông này, sau đấy đột nhiên là phanh bị hỏng và chiếc xe ô tô này là có the computer tức là có máy tính sẽ phải đưa ra quyết định trong nháy mắt. Một là sẽ quạo vào cái cột ở bên cạnh và làm sát hại các hành hành khách ở trên xe, người hành khách trên xe á. Đó, hoặc là sẽ vẫn tiếp tục đi và giết chết cái người đi bộ ở phía trước. Chấm chấm. Thì chúng ta sẽ thấy là gì? Có đưa ra tình huống bất ngờ. Nếu mà gặp rủi ro ấy, thì sẽ phải có thể đối mặt với cái việc mà phân vân trong việc đưa ra quyết định. Và các bạn sẽ thấy câu cuối ở đây là gì? Cho dù là nó có thể rất là tuyệt vời đấy. Đó, nhưng mà chúng ta chỉ còn có một vài năm nữa thôi để có thể tránh được những cái rủi ro tiềm ẩn như cái việc tiến thoái lưỡng nan như ở phía trên. Thế thì do đó các bạn sẽ dựa vào câu đầu và câu cuối cùng đây để các bạn có thể ra được heading. Thì trong heading này thì các bạn sẽ thấy là một tình huống giao thông mà giả định đặt ra nhá, đó thì gây ra cái sự lựa chọn về mặt đạo đức tiến thoái lưỡng nan đó. Đấy, nên các bạn sẽ chọn đáp án ở đây là đáp án A. Nào, tiếp theo sang 40 nào. Từ this của chúng ta ở đây refer cho gì? Nào, bây giờ các bạn sẽ nhìn cho cô từ this ở trong bài nhé. Ở đây sẽ dựa vào từ cái câu trước này. The computer controlling the car will only have access to limited information collected through car sensors and we'll have to make a decision based on this. Là chiếc máy tính mà điều khiển chiếc xe ô tô á, đó thì nó sẽ truy cập vào cái thông tin hạn chế mà được thu thập qua cái bộ cảm biến của xe ô tô và sẽ phải đưa ra quyết định dựa trên cái lượng thông tin giới hạn mà được thu thập bởi cái cảm biến xe ô tô á. Thì các em sẽ hiểu từ this ở đây là refer cho limited information ở phía trước nhá. Đấy. Thế nên từ đó các em sẽ có thể khoanh được đáp án ở đây, đó chính là đáp án A các bạn nha. Nào, sang 41 này, Tesla Cars thì đã có thể làm được điều gì trong bốn đáp án ở đây? Điều nào sau đây là đúng nhất? Đáp án A là chúng có thể cho người lái xe early warnings là đưa ra những lời cảnh báo sớm ở trong một cái trường hợp khẩn cấp. Đáp án B là chúng có thể bác bỏ những cái quyết định của người lái xe trong cái vụ va chạm tiềm ẩn có khả năng xảy ra. Đáp án C là chúng là những chiếc xe ô tô mà có đầy đủ cái việc tự trị ở trên thị trường ngày nay. Đó, đầy đủ chức năng hết mọi thứ đấy. Đáp án D là chúng có thể kích hoạt hệ thống AEB, thậm chí là với một người là con người khi mà đang lái xe. Ừ, thì chúng ta sẽ có điều nào sau đây là đúng khi nói về chiếc xe của Tesla nhé. Các bạn sẽ nhìn thông tin ở đoạn sau. Đấy. Nào, thì các bạn có ở đây là Tesla does not yet produce fully autonomous cars. Là hiện nay là Tesla thì vẫn chưa có thể sản xuất được những chiếc xe ô tô mà có thể hoàn toàn tự động được, đúng không? Đó, mặc dù họ có kế hoạch như thế. Tức là có một đáp án vừa rồi ạ là không phải là autonomous theo kiểu fully nhá. Tiếp theo này chúng ta sẽ có ở đây các chiếc xe ô tô của Tesla thì không thể vận hành một cách tự động. Đấy. Hoặc là hủy cái hệ thống AEB nếu mà một người lái xe là con người đang điều khiển. Đó. Tức là nó sẽ là gì nhỉ? Không thể hoạt động được đúng không? Không thể hoạt động được thì đồng nghĩa đó chính là gì nhỉ? Là chính là deactivate nhá. Thì một đáp án vừa rồi của chúng ta chính là một cái đáp án sai ấy, là có thể activate là sai. Thay vì thế, nếu mà chiếc xe ô tô phát hiện ra có xung đột tiềm ẩn thì nó sẽ gửi ra cảnh báo cho người lái xe để có thể take action, để có thể đưa ra hành động. Thì chúng ta sẽ thấy ở đây là có thể send alerts to the driver to take action. Đưa ra cảnh báo cho người lái xe để có thể hành động nhé. Thì các bạn sẽ thấy được ở đây là early warnings. Nên chúng mình sẽ khoanh được đáp án đây. Tiếp theo các bạn chuyển sang 42 này. The last paragraph.
là theo đoạn cuối quan điểm của tác giả về nguyên tắc đạo đức ở trong đời sống thực thì như thế nào? Đáp án A là nguyên tắc đạo đức thì nó sẽ đa dạng từ nơi này tới nơi khác và có thể thay đổi qua thời gian. Đáp án B là có một sự đồng ý chung về cái mà con người gọi là ethical, là về đạo đức. Đáp án C là đạo đức thì sẽ không thể hoạt động ở trên hệ thống AI bởi vì là khác nhau về quan điểm chính trị. Và đáp án D là có một cái sự khác biệt rõ rệt giữa tốt và xấu. Thì các em sẽ thấy quan điểm của tác giả về ethics ở trong thế giới đời thực thì như thế nào? Bạn coi đoạn cuối nha. Đây, chúng ta sẽ có ở đây ethics ở đây đây đúng không? Nào, thì bây giờ các bạn sẽ tìm từ chỗ này nhé. A system, một hệ thống được phát triển ở một quốc gia thì có thể bị ảnh hưởng bởi các quan điểm về chính trị này, đạo đức của cái quốc gia đó khiến nó không thể sử dụng được ở một quốc gia khác và theo thời gian, tức là nó bị biến đổi ấy. Thì sau tất cả là AI thì không có tốt và hoặc là xấu. Để tận dụng tốt nhất thì chúng ta nên đi đến sự đồng thuận về cái mà chúng ta nên cân nhắc để được gọi là ethical, là nguyên tắc đạo đức chung. Và chúng ta sẽ tức là ở trong tương lai nhé, chứ hiện nay là chưa có nha các bạn nhé, hiện nay chưa có nên đây ở đây không được. Và chúng ta sẽ chọn đáp án A nhé, tức là nguyên tắc đạo đức thì nó có sự thay đổi ở nơi này sang nơi khác và biến đổi qua thời gian. Các bạn chờ xíu nhé, khoảng 3 phút sau cô sẽ chữa luôn cho các bạn bài đồng hiệp số 2. À, bây giờ chúng ta sẽ đến với bài đọc tiếp theo nhé. Đó, bài đọc tiếp theo của các em ở đây là nói về gì đây? Chúng ta có biological catalyst, đây là chất xúc tác sinh học hay còn gọi là enzymes nhé, có thể tạo ra những nhiên liệu sạch bằng cách sử dụng các cái nguồn năng lượng tái tạo, nhưng mà cái hiệu suất của nó khá là thấp. Thì nghiên cứu gần đây nhất của họ thì đã cải thiện được cái tính hiệu suất trong việc sản xuất nhiên liệu được hơn 18 lần ở nơi phòng thí nghiệm nhé, thể hiện rằng cái việc xả ra khí thải carbon có thể được chuyển hóa thành nhiên liệu xanh một cách hiệu quả mà không có không có những cái nguồn năng lượng mà phế liệu. Những cái kết quả này được báo cáo ở trong hai bài luận gần đây về tên của hai bài báo đó chính là Nature Chemistry và Proceedings of the National Academy of Sciences. Nào thì bây giờ chúng ta sẽ có số 43 này ở trong đoạn 1. Nào đáp án A thì trong đoạn 1 là cô vừa nói với chúng ta đấy, thì các bạn sẽ có đáp án A ở đây là enzymes thì vừa được khám phá đúng không, để có thể tạo ra được nguồn năng lượng. Đáp án B của chúng ta là khí thải carbon thì có thể là một nguồn của nhiên liệu sạch. Đáp án C là cái việc tạo ra năng lượng đến từ khí thải carbon thì đang gây ô nhiễm. Và đáp án D là cái việc sử dụng enzymes để mà tạo ra năng lượng thì chỉ có thể hoạt động ở trong phòng thí nghiệm thôi. Chúng ta sẽ có ở trong bài của chúng ta là gì nhỉ? Ở trong phòng thí nghiệm đúng không? Thì có thể hơn 18 lần chứ không phải là chỉ được thực hiện ở trong phòng thí nghiệm nhé. Đó. Còn việc tạo ra năng lượng từ khí thải carbon đang gây ô nhiễm, cái đấy có phải mục đích chính không? Trong cái mục đích chính của đoạn này ở đây đang muốn nói là gì? Ở đây là enzymes đây. Đó. Nhưng mà enzymes là đỡ được chỉ ra trước đó nhá. Đấy.
trước đó là nó đã có thể tạo ra năng lượng rồi chứ không phải là vừa được khám phá nhé. Đấy, cái này thì cũng không đúng này. Đó. Thì bây giờ các bạn sẽ chọn được đáp án ở đây là đáp án B này. Khí thải carbon có thể là một cái nguồn của nhiên liệu mà thân thiện với hệ sinh thái. Vì đây chúng ta sẽ nhìn này. Ở đây là khí thải carbon đúng không? Có thể trở thành green fuels. À, có thể trở thành nguồn nhiên liệu sạch nhé. Đó thì thông tin đấy là đúng ở trong cái đáp án của chúng mình luôn. Nào tiếp theo các bạn chuyển sang cho câu số 44 này. Là trở ngại chung của việc tạo ra năng lượng đến từ CO2 thì nó có cái trở ngại nào là trở ngại chung nhé. Okay, em sẽ nhìn theo cô. Ở câu đầu tiên của đoạn số 2 này. Most methods for converting CO2, carbon dioxide, into fuels also produce unwanted byproducts. Là hầu hết các cái phương pháp đối với việc chuyển đổi CO2 thành nhiên liệu. Đó. Thì đấy là chính là câu hỏi của chúng ta đây. Hầu hết các phương pháp thì nó như thế nào? Nó tạo ra những cái sản phẩm phụ không như mong muốn, như là hydrogen này. Đó, và các nhà khoa học thì có thể thay thế những cái điều kiện về hóa chất để làm giảm thiểu việc sản xuất ra hydrogen. Là hầu hết đối với cái việc mà khi mà chuyển đổi nhiên liệu đúng không? Thì nó sẽ tạo ra các sản phẩm phụ á. Đó thì các bạn sẽ dựa vào thông tin đấy thì các bạn sẽ chọn được đáp án gì. Đây thì chúng ta sẽ có ở đây là hầu hết các cái lần nỗ lực của họ để mà giảm thiểu các cái phế liệu. Đó thì nó đã dẫn đến một cái sự không hiệu quả. Đây cụ thể nhé, các bạn sẽ có này, là nó tạo ra các cái sản phẩm phụ không mong muốn đấy, khi mà trong quá trình chuyển đổi CO2 đấy. Đó, và phía đằng sau này của chúng ta này, và người ta đã phải nghĩ ra cái cách mà có thể giảm được cái việc sản xuất cái sản phẩm phụ này. Bởi vì như thế là nó sẽ dẫn đến việc giảm hiệu suất đối với việc chuyển đổi của CO2. Vì nhiên liệu sạch hơn có thể sản xuất. Đấy, nhưng mà cái giá phải trả thì nó lại là cái sự hiệu quả. Tức là nó dẫn đến cái sự không hiệu quả đấy. Khi mà muốn giảm cái lượng không cần thiết đi. Thế nên từ đó các bạn sẽ find được đáp án A là đúng nha. Đáp án B là nó rất đắt để có thể lấy được CO2 từ các nguồn khác nhau. Cho mà không đề cập như thế nhá. Đáp án C là tỷ lệ chuyển đổi CO2 bị ảnh hưởng bởi vi khuẩn. Và trong bài của chúng ta ở đây nói là gì? Là có khái niệm mà được phát triển bởi Cambridge là dựa vào enzymes khi mà được tách biệt ra khỏi vi khuẩn nhá, thì có thể tạo nên phản ứng hóa học có thể chuyển đổi CO2 thành nhiên liệu và được gọi là quá trình electrolysis, là quá trình điện phân. Thì chúng ta hiểu ở đây là dựa vào enzyme, và enzyme này là lúc được tách biệt ra khỏi vi khuẩn. Chúng ta sẽ chỉ hiểu ở đây là đang có đề cập đến enzyme, là cái phương pháp mà có thể sử dụng để mà thay thế trong cái việc mà chuyển đổi CO2 thành nhiên liệu nhé. Đấy, tức là enzyme là một chất xúc tác có thể được sử dụng ở trong đó. Chứ không có phải là bacteria nhé, người ta đề cập đến enzymes nha các bạn nhé. Thế còn đáp án D là cái quá trình này yêu cầu một lượng lớn hydrogen. Cái này là sai luôn nhé các bạn nhé. Nào sang 45 này, từ dây của chúng ta ở trong bài này refer cho từ gì nào? Đó, nào câu này của chúng ta này, enzymes thì nó hiệu quả hơn các loại chất xúc tác khác như là vàng. Nhưng mà chúng thì lại khá là nhạy cảm đối với môi trường địa phương của chúng. Thì chúng ở đây đó chính là enzymes. Thì mọi người sẽ
Khoanh được đáp án ở đây là đáp án B nhá. And dreams. Đáp án 46 nào các bạn, từ benchmark là từ tiêu chuẩn, các bạn khoanh luôn A luôn nhá. Nào sang 47 này. Cái nào sau đây không phải là lợi ích của việc sử dụng hai loại enzyme ở trong quá trình sản xuất nhiên liệu? Nào đáp án A là giảm lượng CO2, đáp án B là cải thiện môi trường, đáp án C là làm gia tăng hiệu suất về năng lượng, gia tăng sản phẩm năng lượng. Và đáp án D của chúng ta là làm tăng cái quá trình phản ứng. Thì chúng ta sẽ tìm về cho cô là cái nào là lợi ích của việc sử dụng hai enzymes nhé. Nào, bây giờ chúng ta sẽ nhìn về thông tin ở chỗ này của cô. Là đội này chỉ ra rằng là cách mà hai enzymes có thể hoạt động cùng với nhau. Ở câu trước đó chính là để có thể cải thiện được môi trường của địa phương, là có một thông tin yes rồi nhá. Đó. Thì hai enzyme, một enzyme là sẽ tạo ra nhiên liệu này. Đó, một enzyme khác thì một enzyme còn lại đấy thì sẽ điều khiển môi trường. Họ thấy rằng khi mà ép thêm một cái loại enzyme khác thì nó có thể đẩy nhanh tốc độ của phản ứng. Đấy, thì đẩy nhanh tốc độ phản ứng có này, làm gia tăng hiệu suất là có này, và giảm các cái sản phẩm phụ nhá. Đấy. Rồi. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ có ở đây là gì? Cải thiện môi trường có này, làm gia tăng phản ứng có này, làm gia tăng về hiệu suất sản lượng là có này. Thì các bạn sẽ phải nhớ đáp án đây. Vì trong bài của chúng ta, người ta có đề cập đến chúng ta là gì? Giảm. Giảm ở đây, trong bài ở đây không phải là giảm về CO2 nhá, mà là giảm các cái sản phẩm phụ không cần thiết. Còn trong bài ở đây là gì? Khi mà các bạn theo dõi đề bài từ trên dưới này là nói về enzyme, là chất xúc tác đúng không? Có tác dụng trong vai trò là chuyển hóa CO2 thành nhiên liệu sạch. Đó, thì đấy là cái quá trình chính nhá. Còn trong bài khi mà sử dụng enzyme nhá, là loại bỏ các cái tạp chất phụ nhá, như là hydrogen chẳng hạn. Đấy, chứ không phải là giảm lượng CO2 nha các bạn nhá. Cái đấy nó là trong một cái quá trình khác rồi. Thì chúng ta cứ bám sát vào đúng bài thôi nhá. Nào, tiếp theo các bạn chuyển sang số 48 này. Accordingly, the local environment adjusted to match the enzyme's ideal working conditions. Thì nó sẽ phù hợp với vị trí nào? Thì đây chính là dạng bài gap text, là sẽ thiếu một câu ở trong các vị trí đó và các em sẽ cho vào vị trí đó. Now, accordingly, do đó này, thì môi trường địa phương điều chỉnh để mà phù hợp cho những cái điều kiện lý tưởng của enzyme. Thì các em sẽ có ở đây là môi trường địa phương được điều chỉnh. Vị trí 1, 2, 4, 4, 3 nhé. Bây giờ các em coi. Ôn. Đây vị trí 1 này. Đây vị trí 2 này. 3, 4 này. Nào, thì bây giờ chúng ta sẽ cho câu đó vào vị trí số 2 cho cô nhé. Bây giờ tại sao lại như thế thì các em sẽ nhìn cho cô câu này này. Là however enzyme sensitivity, là tuy nhiên cái độ nhạy bén của enzyme thì nó lại gây ra rất nhiều những cái sự khó khăn khác nhau. Và cái phương pháp của chúng tôi thì sẽ giải thích cho cái độ nhạy bén này. Chấm chấm chấm. Thì câu ở phía sau của chúng ta này. Là giải thích cho cái điều đó thì đó chính là môi trường địa phương được điều chỉnh để mà phù hợp với điều kiện làm việc lý tưởng của enzyme nhé. Là mỗi một cái môi trường khác nhau thì nó sẽ cho cái kết quả khác nhau ấy. Đấy, thì giải thích cho cái độ sensitivity của nó, là cái độ nhạy bén. Tùy các cái trường hợp môi trường khác nhau thì nó sẽ ra những cái khó khăn, thách thức khác nhau ấy.
Nào tiếp theo, các bạn chuyển sang cho cô câu 49. Cái nào sau đây là đúng này? Đáp án A là enzyme càng nhiều ở trong cái quá trình thì kết quả nó lại càng cho thấy tốt hơn. Đáp án B là tiến sĩ Moore thì là nhà nghiên cứu đầu tiên nhận ra khả năng của enzyme để mà tạo ra nhiên liệu. Đáp án C là chất xúc tác mà do nhân tạo á, thì được phát triển gần đây vượt trội hơn enzyme ở trong dự án này. Và đáp án D là tính hiệu quả của enzyme thì còn bị phụ thuộc vào những cái điều kiện hóa học ở xung quanh. Nào, thế thì bây giờ chúng ta sẽ có ở đây cho cô là vẫn nằm ở trong cái đoạn phía trên này này. Chúng ta sẽ có là cái tính nhạy bén của enzyme đó. Đấy, thì nó gây ra rất nhiều các cái sự khó khăn. Và phương pháp của chúng tôi thì giải thích cho cái tính nhạy bén này. Thì chúng ta sẽ hiểu là nó bị ảnh hưởng bởi các cái môi trường khác nhau dựa vào cái câu đằng sau của chúng ta vừa rồi nữa đấy. Và phía đoạn trước này của chúng ta này, mọi người sẽ có là chúng khá là nhạy bén đối với môi trường hóa học của địa phương của chúng. Nếu mà môi trường địa phương không chính xác đúng không, thì chúng sẽ bị tách bỏ và phản ứng hóa học lúc đấy xảy ra rất là thấp. Và những nhà nghiên cứu của Cambridge thì đã vừa phát triển ra một cái phương pháp mà để có thể cải thiện được cái tính hiệu suất của quá trình điện phân bằng cách đó là tinh chọn những cái điều kiện của dung dịch để có thể thay đổi môi trường địa phương của enzyme, là chúng bị ảnh hưởng bởi cái môi trường địa phương xung quanh, môi trường hóa học địa phương. Đây các bạn nhìn về thông tin này này, đây là local chemical environment, đấy hai cái đoạn đấy. Thế thì từ đó là chúng ta sẽ có thể khoanh được đáp án ở đây là đáp án D nhá. Nào tiếp sang 50 này. Tiêu đề tốt nhất của bài này là đáp án A là gì? Là cái tính ưu việt của các chất hóa học mà được tạo ra bởi con người. Thông tin này là không liên quan nhá. Nào đáp án B này là một thành công gần đây trong việc giảm CO2, không phải giảm CO2 nhưng mà là chuyển đổi CO2 thành nhiên liệu sạch thông qua chất xúc tác là enzyme nhé. Trong bài này nó muốn đề cập như thế nhé. Ở đáp án C là một nguồn năng lượng mà đã bị lỗi thời. Không phải nhé, không hề nói đến việc lỗi thời. Ở đáp án D ở đây là một dung dịch thân thiện với môi trường đối với việc sản xuất năng lượng. Đó, thì các em sẽ khoanh được đáp án ở đây là đáp án D nhé. Solution của chúng ta bình thường nghĩa cơ bản của là giải pháp, nhưng mà trong chủ điểm liên quan đến hóa học thì các em sẽ hiểu nó là dung dịch nhé. Đó. Nào, thế thì đây là đáp án gợi ý của cô dành cho các bạn nhé. Đó, nếu mà câu gì mà các bạn thắc mắc thì các bạn có thể comment xuống ở phía dưới. Đó, còn nếu mà các em hiểu bài thì các em có thể follow kênh Tiếng Anh Thu Anh nhé. Đó, để theo dõi các buổi học của cô sau này. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ dừng ở đây. Chào tạm biệt các bạn trong các video tiếp theo nhé. Bye bye mọi người.